Diệp Minh Châu. Diệp Minh Châu à? Để Diệp Minh Châu ơi. Đây, đây Diệp Minh Châu. Giờ này nhà nghĩa hồi xưa này. Đúng không? Nhà nghĩa là ở đâu? Không nào Diệp Minh Châu. Xe giỏi phết nhỉ, để tí với xe nào mà. Mình nghĩ là chưa biết xe nào. Em bé xe nào phải bán nhé. Em bé vừa rồi bé xe nào phải bán gì à? Cuối đường là đường cuối nhiều thế.